Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua công ty cổ phần Tiên Hưng trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước và phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo. Trong nhiệm kỳ trước, đảng bộ công ty đạt trong sạch vững mạnh toàn diện, có nhiều thành tựu về sản xuất kinh doanh. So với đầu nhiệm kỳ, doanh thu hàng năm đạt gần 340 tỷ đồng, tăng gần 130%, lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng, tăng 140%, nộp ngân sách gần 20 tỷ đồng, tăng 115%. Công ty cổ phần may Tiên Hưng luôn quan tâm đời sống cán bộ công nhân tại việc làm thường xuyên cho gần 2.200 lao động với mức thu nhập ổn định xấp xỉ 10 triệu đồng một tháng. Kết nạp được 26 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 113. Năm 2017, công ty được nhà nước tặng huân chương lao động hạng nhì. Năm 2015-2019, Bộ Công Thương và Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm 2019, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng cờ thi đua xuất sắc. Kết thúc đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới và đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Tổng doanh thu và số tiền nộp ngân sách nhà nước tăng từ 5 đến 8%, lợi nhuận tăng từ 3 đến 5%, thu nhập người lao động đạt 11 triệu đồng một người một tháng.